xu hướng quan điểm của ông Trump với Nga nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Trump chỉ trích chính phủ Mỹ viện trợ cho Ukraine hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Ông Trump cho rằng cần hợp tác với Nga và Trung Quốc. Xu hướng quan điểm của ông Trump với Nga nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ chỉ còn khoảng 4 tuần nữa sẽ diễn ra, hai ứng viên Tổng thống đang giáo diết vận động với những hoạch định chính sách để thuyết phục cử tri. Dù hiện nay chưa thể biết ông Trump hay Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng có một điều chắc chắn là chính quyền của Đảng Dân Chủ nếu tái đắc cử sẽ tiếp tục duy trì mức độ hỗ trợ như hiện nay cho Ukraine. Tuy nhiên, nếu ông Trump đắc cử, ông sẽ làm gì? Thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 và lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2025. Thời điểm này có thể sẽ trùng với giai đoạn cuộc chiến Ukraine giảm nhịp độ khi cả hai bên chuẩn bị cho một mùa đông lạnh giá ở phía trước. Điều này không có nghĩa là giao tranh giữa Nga và Ukraine sẽ dừng lại, nhưng hoạt động quân sự có khả năng sẽ giảm so với nhịp độ cao vào những tháng mùa xuân và mùa hè. Nhiều khả năng không bên nào đưa ra những đột phá quyết định trong thời gian này. Theo Viện Lawy Australia, nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể tìm được một giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến Nga-Ukraine, nhiều khả năng ông sẽ phải chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin và tăng cường sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Ông Trump từng tuyên bố sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến Ukraine nếu đắc cử. Một kế hoạch do hai cựu thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Trump, Keith Kellogg và Fred Flake vạch ra, đã đề xuất một lệnh ngừng bắn dựa trên các tiền tuyến hiện tại trên chiến trường. Tuy nhiên hiện chưa rõ ông Trump tán thành đề xuất này hay không. Ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã rất cởi mở với quan điểm của mình đối với Ukraine. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Vance tuyên bố rằng tôi thực sự không quan tâm điều gì sẽ xảy ra với Ukraine theo cách này hay cách khác. Trong một bình luận trên tờ New York Times vào hồi tháng 4 năm 2024, ông Vance biết rằng thách thức đối với Ukraine không phải là Đảng Cộng Hòa, mà đó là sự tính toán. Ukraine cần nhiều binh lính hơn mức họ có thể triển khai, cho dù phải áp dụng các chính sách nghĩa vụ quân sự hà khắc, và họ cũng cần nhiều vật tư hơn những gì Mỹ có thể cung cấp. Thực tế này sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ chính sách nào của Ukraine trong tương lai. Bất chấp cuộc điện đàm có vẻ thân mật giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Trump sau Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa, theo Viện Lawy, chính quyền của Trump khó có thể hết lòng với Ukraine. Cuộc khảo sát gần đây nhất của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố hồi tháng 5 cho thấy chưa đến một nửa số cử tri của Đảng Cộng Hòa có cái nhìn thiện cảm với NATO so với 75% cử tri của Đảng Dân Chủ. Gần một nửa, tương đương 49% cử tri Cộng Hòa cho rằng Mỹ đang viện trợ quá nhiều cho Ukraine. Những quan điểm này được kết hợp với việc ông Trump từng khuyến khích Mỹ tạm ngừng viện trợ cho Ukraine. Trong 4 tháng của năm 2023, cùng lời khẳng định ông sẽ để Nga làm bất cứ điều gì với các nước thành viên NATO không chi đủ mức 2% GDP cho quốc phòng, thì một bức tranh về cách Washington có thể tiếp cận thế giới dưới thời ông Trump đã bắt đầu hình thành. Tuy nhiên, đây vẫn có thể chỉ là một quan điểm mơ hồ. Vậy kịch bản ông Trump phải đối đầu với ông Putin là gì? Nga trước đây đã tuyên bố rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào do chính quyền Trump đề xuất sẽ phải phản ánh thực tế trên thực địa ở Ukraine, nhưng Tổng thống Nga Putin vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán. Giờ đây họ sẽ phải thêm vào đó là thực tế tình hình thực địa tại tỉnh Kursk. Song theo Viện Nghiên cứu Lawy, nếu ông Trump không thể tìm được giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến ở Ukraine, ông có thể sẽ phải quay sang chống lại Tổng thống Putin và tăng cường sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine. Có nhiều điều có thể xảy ra và tác động đến ý chí của cử tri Mỹ từ nay đến ngày bầu cử năm 2011. Nhưng có một điều chắc chắn là người Ukraine hiểu điều gì đang bị đe dọa nếu họ để thua trước cuộc tấn công của Nga. Viện Lawy cho rằng, ngay cả khi ông Trump đắc cử và Washington cố gắng buộc Kiev phải ký một thỏa thuận đình chiến không bền vững, thì Ukraine vẫn có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu mà không có Mỹ. Ông Trump chỉ trích chính phủ Mỹ viện trợ hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong một diễn biến liên quan mới nhất, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump đã chỉ trích chính phủ Mỹ viện trợ cho Ukraine 300 tỷ đô la Mỹ, trong khi người dân ở một số bang đang gặp khó khăn sau bão Helene và mới nhất là cơn bão Milton. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích chính phủ Mỹ hỗ trợ 300 tỷ đô la Mỹ từ trước đến nay, trong khi các nạn nhân của bão ở một số nơi chỉ nhận được 750 đô la Mỹ viện trợ cho nhu cầu khẩn cấp. Ông Trump cũng chỉ trích phản ứng sau thảm họa của chính phủ tại một số tiểu bang của Mỹ. Trước đó vào ngày 25 tháng 9, cơn bão cấp 4 Helene đã đổ bộ vùng Big Bend ở Florida, sau đó tiến sâu hơn vào đất liền và gây ra gió lớn với lượng mưa dữ dội dẫn tới lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Ngày 1 tháng 10, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố rằng quá trình phục hồi sau cơn bão Helene sẽ mất nhiều năm
và sẽ cực kỳ tốn kém. Vào ngày 2 tháng 10, CNN đưa tin rằng số người chết vì bão Helene lên tới hàng trăm người. Ước tính thiệt hại từ thảm họa thiên nhiên là khoảng 34 tỷ đô la Mỹ. Mới đây nhất, cơn bão Milton, siêu bão cấp 5 cũng đã đổ bộ vào Florida và gây ra thiệt hại nặng nề cho khu vực này cùng các bang lân cận. Hiện chưa rõ ông Trump lấy con số 300 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ viện trợ cho Ukraine từ nguồn nào. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên ông nhắc tới con số này trong các phát ngôn. Hồi cuối tháng 9, ông đã từng nhắc tới thông tin này trong một bài phát biểu vận động tranh cử. Tuy nhiên, Kiev Post sau đó đăng tải bài viết phân tích con số mà ông Trump đưa ra là thiếu căn cứ và không chính xác. Theo báo cáo, Mỹ đã cam kết viện trợ cho Ukraine 100 tỷ đô la Mỹ từ năm 2022 tới thời điểm đưa tin. Cuộc đua tới ghế Tổng thống Mỹ đang ngày càng quyết liệt và ông Trump đang tăng tốc cho trận nước rút trước ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Ukraine là một trong nhiều chủ đề mà các cử tri quan tâm, cũng như hai ứng cử viên thường xuyên có phát ngôn công kích lẫn nhau. Ông Trump nhiều lần tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ khiến xung đột Nga-Ukraine khép lại trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của tuyên bố này, do hai bên đang quá khác biệt về các điều kiện tiên quyết để khởi động đàm phán. Ông Trump cho rằng Mỹ cần hợp tác với Nga và Trung Quốc. Trước đó, trong một cuộc meeting vận động tranh cử tại Michigan hồi tháng 9 vừa qua, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump cho rằng Mỹ không nên từ chối hợp tác với Nga và Trung Quốc. Cựu Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông có mối quan hệ tốt đẹp với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc phỏng vấn hôm 16 tháng 9, ông cho biết ông không coi Nga và Trung Quốc là đối thủ của Mỹ và cam kết sẽ hòa hợp với các quốc gia này nếu tái đắc cử Tổng thống. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết còn quá sớm để đánh giá sự sẵn sàng của ông Trump trong việc trở thành người hòa giải cho cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông Peskov, điều này cần phải đợi đến khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc. Ông Trump thường xuyên chỉ trích quy mô chương trình viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine. Hai cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump đã đưa ra kế hoạch chấm dứt viện trợ quân sự Mỹ cho Ukraine, trừ khi nước này đồng ý đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột. Ông Trump từng cho rằng, mặc dù có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Nga khi còn đứng chức, nhưng Tổng thống Putin không muốn ông nên làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Theo ông Trump, điều đó cho thấy ông sẽ cứng rắn hơn với các đối thủ của Mỹ so với người tiền nhiệm Joe Biden. Đối với Trung Quốc, trong nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021, ông Trump đã coi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ và phát động cuộc chiến thương mại chống lại Bắc Kinh. Các chuyên gia nhận định, mặc dù vẫn còn điều không chắc chắn phía trước của bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, nhưng điều chắc chắn là ông Trump vẫn giữ lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Ông Trump đã từng cảnh báo việc chống lại Trung Quốc có thể là ưu tiên chính trong chính sách đối ngoại lớn nhất của ông nếu tái đắc cử. Một số dự đoán khác cho rằng, nếu ông Trump giành chiến thắng, quan hệ Mỹ-Trung có thể trở nên căng thẳng hơn khi ông đưa những người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc ở lại chính quyền của mình. Khi ông Trump được cho là đang tập hợp các quan chức trong chính quyền trước đây để thành lập nội các mới, nhiều người đã hối thúc ông hành động cứng rắn hơn nữa với Bắc Kinh. Ông Trump cũng đã chọn thượng nghị sĩ J.D. Vance, người nổi tiếng với lập trường cứng rắn với Trung Quốc, làm ứng cử viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay.